Chào ngày mới tất cả mọi người. Sáng nay chỉ mưa lây phây nho nhỏ thôi, chứ không mưa nặng hạt như ngày hôm qua. Và bây giờ thì dừng hẳn rồi, hy vọng là nắng lên đi, để mẹ em còn giặt đồ ở trong nhà nữa. Nhiều đồ lắm, có mấy hôm mưa thôi, 3-4 hôm, gần một tuần đấy chứ. Mà mình có bao nhiêu đồ ấy, cần phải giặt, cần phải phơi. Đưa sói đi học về xong thì mình với em Trích đến siêu thị Spotlight để mua thêm vải về, mẹ em may váy mới cho em Trích. Mình có mua cả chỉ đồng màu với vải nữa. Chỉ này là chỉ dùng cho máy vắt sổ ấy, để vắt sổ cái vải này. Với lại là một số vải mình mua trước đây ấy, cũng là cái tông màu vàng nâu. Mua thêm cả chỉ vắt sổ đen, để nếu như mà may đồ tối màu thì dùng chỉ vắt sổ đen. Em Trích bóc ra này, chưa bóc hết. Cái này nhá, mà mua cả một pack 4 cuộn thì là 17 đô. Nhưng mà nó chỉ có màu trắng với màu đen là trong 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 pack, tức là bán cùng một lô, một gọi gì, một lốc như thế này thôi. Còn chỉ các màu khác là phải mua riêng, mà mua riêng thì đắt hơn. Mua riêng 4 cuộn này là 23 đô. 5 đô bao nhiêu một cuộn ấy, mình không nhớ. Thì nó đắt hơn này. Và đây mẹ sói Trích về sắm rượu alcohol Bacardi, ở nhà hết Bacardi rồi, để làm mojito tequila với martini rosso, là cái loại đồ uống mà mình rất thích uống với olive. Một ly này cho một vài quả olive vào, uống thơm ngậy ngon, uống thơm thơm bùi bùi, uống thơm thơm bùi bùi, ngọt ngọt ngon ngon. Mẹ em mua về để cuối tuần có bạn bè sang chơi ăn uống làm đồ nướng thì thay đổi vị đi một tí, chứ bình thường là nhà sở Trích hay uống bia với rượu vang ấy. Bây giờ mình sẽ nướng sườn xào broccolini để ăn trưa. Ba sở Trích vẫn làm việc ở nhà. Rau broccolini xào là món sở trường của em Trích đấy, cả sườn nữa. Ba em hết họp chưa, ra ăn cho nó nóng nào. Sườn béo ngậy bốc hơi làm mờ ống kính máy quay. Ba em cầm bánh mì ra đây nào. Khoai lang chiên bỏ lò, khoai lang nướng, bánh mì mini bun với croissant. Zoe, come on. Cho thêm bon chabe vào cái nước sốt này cho nó tăng vị cay. Vì ở siêu thị thì họ chỉ có cái medium thôi. Cái chai to này là mình mua ở Costco đấy, không có hot, không có kiểu cực kỳ cay ấy. Nên là thôi cứ mua medium vì cái vị nó ngon lắm. Rồi về cho thêm bon chabe, thế là thành cay thôi. Rồi, what would you like? Ba em vừa ra đây mang được bát bánh mì thì lại phải vào họp. Yeah, thế con lấy đi. Ok, take it. How about a bun? Which one? Con tự lấy đi. You take it yourself, please. Plate. There you go. And broccolini? Tissues here. Yeah. And broccolini? Đúng rồi. Ok, sit down. Con ngồi xuống. No. Yeah. You want tissue by the time. Sit down. Yeah. Ooh. Delicious. Ngon không? Sit down. You need to sit down. And put your plate on top of this. Đúng. Để đĩa lên đấy. Sói hồi bé cũng thích ăn sườn, nhưng bây giờ lớn thì lại không thích ăn nữa.
Where are you going? No, you need to eat lunch with mommy. Con mà đi ra ngoài kia là thôi không ăn uống gì nữa. Okay, see you. Are you waiting for your dad? Okay, tôi đợi ba vậy. Mẹ em ăn đây. Mời mọi người ăn trưa nhá. Ngày nào cũng thế. Cái tầm này đi đón anh sói là chích ngủ. I will have a Nintendo if I have 10 gachas. Yeah, and then what happened? I play with mom. Yeah, and what happened? You need to? Come here, talk to mommy. I need to promise. You need to promise and keep your promise. What is your promise? Con hứa cái gì nào? Being good and? And listening. And listening? Yeah. And after you playing, what do you need to do? Playing the charger. And tidy up? Yeah. And is that sound like? Good. Is that sound like? Good idea. A good idea? Sói hôm nay lại được một cái phiếu gotcha nữa. Mẹ em nói là nếu em được 10 cái phiếu gotcha này thì em sẽ có một ngày chơi Nintendo với mẹ. Thế là em lên kế hoạch, con có 10 cái đấy con chơi với mẹ này. Con chơi Nintendo với mẹ. Sau đấy thì con sẽ cất gọn gàng hoặc là đưa lại cho mẹ. Sound like a good idea. Đấy là một ý kiến hay mẹ. Trời lại nóng rồi, mấy hôm mưa mát như thế mà hôm nay nắng lên cái thì lại nóng như cái tuần trước. Nóng 36, 37 độ. Mình đỗ xe nhá. Mình đỗ xe trước giờ em sói tan học 15 phút. Đón em sói ra tổng cộng tất cả là 20 phút. Mà quay lại xe ngồi không khác gì ở trong cái lò nướng. Nóng kinh khủng nóng luôn. Bà nội sói Trích bây giờ sẽ sang đây để mẹ sói Trích là mong cho bà ngày mai bà nội sói Trích bay đi Melbourne công tác một tuần. Em Trích đang ăn M&M. Mỗi ngày đi học về là sói Trích được treat. Được một cái gì đấy ăn chơi chơi. What are you watching? Zaza? What are you watching? Is something wrong? I love you. I love you, bong bong. Ôi trời trời. Yeah. Yaku. What do you need to say? Mano word. Look at mommy. No, look in here. What do you say? Please. Okay. Em muốn uống yaku. 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 Yoku. Yoku, yoku. Chích còn một cái lốc nữa là 50 hộp thì sẽ hết. Đâu? 50 hay là bao nhiêu nhỉ? 25 hộp nữa là em hết. Mẹ em sẽ lại đi chợ Inala để đến siêu thị Văn Long mua cho em. Sói dọn dẹp phòng đi. Rồi mới sang bên nhà ông bà nội chơi. Chị múa may cái gì đấy? Múa may cái gì đấy? Cả nhà bây giờ sang bên nhà ông bà nội để chơi tối thứ sáu. Rafi, your library book. Your book, your pencil, your pen. Where are your pen? Sách hôm nay con mượn ở trường đâu? Phải để vào trong phòng này. No! Rafi, where's the book that you borrowed from school? Can you bring it in here, please? Make sure you don't lose it. I'm gonna lose my pencil too, Mom. Hmm? I'm gonna lose my pencil too. Mm-hmm. Mẹ em đang tìm cái chìa khóa nhà xe mà không thấy đâu. Cái chìa khóa bình thường gắn vào tường ở nhà xe mà không thấy đâu đấy. Từ hôm chủ nhật sang bên nhà ông bà nội cũng không có. Blue. Blue. That's not blue.
Chết bảo là lưỡi con miệng có màu xanh. That's not blue. That's not purple. What's that? What's that color, Mom? I don't know. You look at yourself. Look, 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 look. You look at yourself. What color is that? Màu gì? Pink. Pink. Yeah, pink. Pink. Do you find that, Rafi? Do you find that, Rafi? Put it on your desk. We want to read it. Tonight, before bed. Let mommy see it. Để mẹ xem nào. Em Sáu hôm nay mượn quyển sách này ở thư viện này. Come on. Mẹ em đang đợi đồ ăn của hai anh em Chín, Party Pie với Sausage Roll để cầm sang bên nhà ông bà nội cho Sáu chiếc ăn tối. Ooh. Ted Prier Grok and his kite. Is that Grok? Rafi? Yeah. Is that what his name? Grug. Yeah. And his kite. Ooh, he looked like a mushroom. Sena. Em Trang tiếp là cái gì nè? Oh, look at him! He's got a big nose! Oh, đấy. Em chích cứ như thế thì làm sao mà mẹ mở sách ra được? Can you read it, Rafi? Can you read it? Con đọc được không? Đọc cho mẹ với em nào. Okay, read it. For mommy and Zoe. I don't know what they say, so I didn't go to know. You can make it up. Look at the picture and tell me what he's doing. Nhìn tranh con tự đoán. He was holding his kite. Yeah. He flying his kite. And then he put his hands up. Zoe, listen. Em chị đang gây sự chú ý đấy. Yeah. Biết là sân khấu. À à, rồi em biết sân khấu đang thuộc về anh sói. What has he done? Wow, what did he do? He found another kite. Like he found another kite, and the kite looked like him. Yeah. Oh, look at the nose. And then what happened? He fly away with the kite. And then he found it. Wow. And then what happened? The eagle got it. What else? Thế nào nữa? And then he was holding it again. And then he told him, put his hand up and said bye. Say bye to the kite? Aww. Is that your favorite of the week? There's so many story of him. There's one. Yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 stories of Grok. Grok. Grok, Grok, Grok. Your turn. Okay, Zoe, tell mommy a story. Okay, Zoe, turn. Rafi, can Zoe borrow the book? Hey, can Zoe borrow the book? No. It's don't only, be mean. But it's only for me. Zoe, maybe when you go to girls' school, yeah, you can borrow a book from library. Khi nào con đến trường con đi học á, thì con lại mượn sách như anh này. Xong con cũng không cần cho anh đọc luôn. Giống anh sói. Hey, what's go around come around. Hey, bây giờ anh đối xử với mình như thế nào thì sau này mình cũng như thế. Hey, Joey, Joey. Đi ra ngoài sắp đồ đi. That's mommy garage key. Đây là cái chìa khóa dự phòng. Một loạt chìa khóa dự phòng nhưng mà cái chìa khóa kia là chìa khóa gắn vào tường nha. Don't press the button. Ah. No no no. Should we go now? Đi. Đi ra lấy đồ ăn. Rafi, come on, let's go. Bye. Let's go. Turn the light out. Ra khỏi phòng là phải tắt điện thế. Ôi lợn. Chó.
Party pies với sausage rolls của hai anh em đây. Hey, who help mommy? Nào, ớ không ra đây giúp mẹ à. Giúp mẹ cầm cái hộp này nào. Mẹ còn phải cầm nhiều đồ sang nữa kia kìa. Come on. Hẹn gặp lại mọi người vlog ngày mai nha. Hy vọng cuối tuần này không mưa để đưa anh em xóa chị đi chơi nữa. Lâu lắm rồi, hai anh em không được ra cái công viên to to để chơi. Bye. Boom.